Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Các bạn thân mến, vừa qua, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu sân bay Queen Elizabeth cùng với nhóm tàu tác chiến đã tiến vào Biển Đông. Đây được cho là một hành động nhằm thách thức đối với Trung Quốc trước những bành trướng, yêu sách vô lý của quốc gia này. Tiếp tục trong chuỗi thông tin này, mới đây vào ngày 2 tháng 9 năm 2021, tàu Bayern của Đức đã chính thức xuất phát từ cảng Wilhelmshaven, bắt đầu chuyến hành trình đến châu Á Thái Bình Dương với các điểm dừng chân dự kiến tại Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc và Australia. Được đánh giá là tin tốt rất tích cực đối với Việt Nam ta và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Nhiều năm nay, liệu rằng đây chỉ là một chuyến thăm củng cố ngoại giao thông thường hay còn có những mục đích khác? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, theo như thông cáo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, mới đây, khinh hạm Bayern của Cộng hòa Liên bang Đức đã chính thức lên đường tới châu Á hôm 2 tháng 9 với mục đích thực hiện hành trình huấn luyện, đồng thời tăng cường sự hiện diện kéo dài trong khoảng nửa năm. Xuyên suốt quá trình này, thủy thủ đoàn sẽ đảm nhận một loạt các nhiệm vụ với mục tiêu trọng tâm, đó là tăng cường sự hợp tác an ninh với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Như chúng mình cũng đã chia sẻ bên trên, tàu hộ vệ tên lửa Bayern của Đức và hơn 200 thành viên thủy thủ đoàn đã chính thức khởi hành từ hôm 2 tháng 9 với các điểm dừng chân dự kiến tại Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore và Australia. Chiến hạm này dự kiến sẽ đi qua Biển Đông vào thời điểm giữa tháng 12 trong hành trình trở về nước, đánh dấu một chiến hạm Đức lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực này trong gần 20 năm trở lại đây. Với lộ trình di chuyển của chiến hạm Bayern, chúng ta có thể thấy Đức mặc dù muốn cảnh báo Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp quốc tế, thế nhưng vẫn hạn chế và tránh gây căng thẳng với quốc gia này. Đây là một diễn biến quan trọng nhưng lại không quá bất ngờ, bởi lẽ trước quốc gia này, thì Anh cũng đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông. Có lẽ mục đích của họ cũng đều tương đồng với nhau, đó là cảnh báo quốc gia Trung Quốc không được vi phạm luật pháp quốc tế cũng như tránh gây thêm những leo thang căng thẳng trong khu vực. Có thể nói trong vòng 10 năm qua, Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng đã được chứng kiến sự hiện diện với tần suất ngày một lớn của lực lượng hải quân nhiều nước. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng trong khu vực này đối với thế giới. Cụ thể, cường quốc Hoa Kỳ liên tục thực hiện các chuyến tuần tra tự do hàng hải trên vùng Biển Đông. Trong khi đó, Canada, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đều đã điều tàu chiến đến để diễn tập trên Thái Bình Dương. Đức cũng không ngoại lệ, quyết định điều tàu chiến qua Biển Đông lần này rất có thể nhằm ủng hộ duy trì thông lệ và luật pháp quốc tế bao gồm quyền tự do hàng hải trên những vùng biển quan trọng với nền thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, động thái này cũng nhằm mục đích phản đối các yêu sách phi lý về chủ quyền và những hoạt động đi ngược lại với trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt khác với Mỹ, chiến hạm của Đức được giới chức thông báo sẽ chỉ di chuyển trên những tuyến hàng hải thương mại thông thường và không đi qua eo biển Đài Loan, đồng thời cũng không đi vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý, quanh các thực thể ở Biển Đông. Quốc gia này nhấn mạnh nhiệm vụ của chiến hạm Bayern sẽ không nhắm trực tiếp đến bất kỳ một quốc gia nào. Đức còn đề xuất cho chiến hạm này được cập một cảng ở Trung Quốc nhằm duy trì đối thoại. Thế nhưng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngay sau đó đã thông tin lại sẽ không cho tàu Bayern cập cảng Thượng Hải nếu như Đức không làm rõ các thông tin chi tiết về hai chiến hạm này tại Biển Đông. Với những quốc gia lớn như Đức, mọi hành động mà họ làm, mỗi nước cờ đều có ý nghĩa riêng, chẳng hạn như việc không tiết lộ cụ thể về hành trình. Rất có thể, nó sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho nỗ lực phát tín hiệu của Đức gửi tới Trung Quốc. Họ thể hiện với quan điểm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh, nhưng lại khó để dẫn tới những cuộc đối đầu gây căng thẳng trong khu vực. Hiện tại, chỉ có duy nhất Hải quân Mỹ là có những chuyến áp sát phạm vi 12 hải lý tại Biển Đông, quanh các thực thể đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Các quốc gia đồng minh của Mỹ thường chỉ triển khai lực lượng ở khoảng cách tương đối xa với những khu vực này. Chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg của Hải quân Đức chính thức vào biên chế vào tháng 6 năm 1996. Các chiến hạm lớp Brandenburg có chức năng chính là chống ngầm, nhưng cũng có khả năng tham gia vào các nhiệm vụ phòng không, chỉ đạo chiến thuật cho đội tàu mặt nước và tác chiến đối hải. Con tàu này đã có lịch sử hoạt động hơn 20 năm, nó đã không còn là chiến hạm mới và uy lực nhất trong hệ thống tàu mặt nước của Hải quân nước này.
khả năng răn đe cũng được đánh giá là giới hạn nếu so sánh với các chuyến đi tuần tra tự do hàng hải của các tàu khu trục lớp Aliber và các tàu tuần dương hiện đại bậc nhất trong biên chế của lực lượng Hải quân Mỹ hay những cuộc tập trận của tàu ngầm và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản trên Biển Đông. Thì thực tế, chiến hạm Bayern thuộc lớp Badenburg đi qua Biển Đông lần này không là gì cả. Những điều này sẽ giúp hạn chế cơ hội để Trung Quốc đưa ra những phản ứng quyết liệt và giảm nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ. Đức đã rất cẩn trọng. Họ cho Trung Quốc thấy rằng những hành động của mình không nằm trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu. Quan hệ chặt chẽ về mặt kinh tế và công nghệ với Bắc Kinh là những yếu tố chủ chốt hiện đang được Berlin nhắm tới. Hơn nữa, việc không có căn cứ nào ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng là một lý do quan trọng cản trở khả năng duy trì nhiệm vụ hiện diện của quốc gia này về lâu dài. Một câu hỏi được đặt cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Đó là liệu có không cuộc trao đổi vũ khí giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam? Thực chất, theo quan điểm của Tin mới, việc trao đổi vũ khí là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn đang có những động thái vô cùng bành trướng trên Biển Đông, ngang nhiên sử dụng những chiêu bài để đạt được mục đích chiếm trọn vùng biển này, đạt được yêu sách chủ quyền phi lý của mình. Thế nhưng vì đây là một vùng biển được đánh giá là rất quan trọng, là con đường hàng hải chiến lược, góp phần không nhỏ quyết định trật tự quốc tế trong tương lai. Bởi thế, các quốc gia lớn không hề mong muốn Trung Quốc sẽ độc chiếm nó. Đức cũng là một trong số các quốc gia đó. Trong khi đó, đối với các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông từ nhiều năm nay, riêng chỉ có Việt Nam là có lập trường rõ ràng và nhất quán. Chúng ta vẫn luôn giữ vững lập trường đối đầu với Trung Quốc trong mọi mặt, khác với nhiều quốc gia trong ASEAN. Đó là một trong những lý do khiến cho một người dùng mạng Ấn Độ đã từng công khai lập luận, phân tích và kết luận rằng Việt Nam là khắc tinh của Trung Quốc trên Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam hiện còn đang nắm giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, là quốc gia thuyền trưởng có nhiệm vụ dẫn dắt tích cực trong việc xây dựng và định hình các luật chơi của ASEAN và khu vực. Với vị trí của Việt Nam hiện tại, hoàn toàn phù hợp để Đức có thể đặt niềm tin hỗ trợ cho công cuộc chơi chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Quốc gia đầy mưu mô và toan tính và hỗ trợ về mặt vũ khí, thiết bị quân sự cũng là một nước đi khá hợp lý nhằm giúp cho Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng. Khi ấy, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải dè chừng hơn trước những nước đi của mình, hạn chế hơn những hành động vô lý ngang ngược, giảm sự thị uy với các nước nhỏ hơn, đặc biệt là Việt Nam. Thế nhưng trong động thái chúng mình có phân tích bên trên, Đức dường như lại không muốn trực tiếp ra mặt đối đầu với Trung Quốc. Họ vẫn cần Trung Quốc trong mối quan hệ về kinh tế và công nghệ. Vậy nên, nếu như hoạt động trao đổi vũ khí diễn ra, cũng sẽ chỉ là trong âm thầm. Có hai yếu tố để quốc gia này có thể đánh lạc hướng Trung Quốc, tạo nên một màn kịch để giấu đi những mục đích chính của mình trong chuyến đi lần này. Thứ nhất, phải khẳng định rằng từ sau Thế chiến thứ hai, quân đội Đức rất kín tiếng trong những thông tin về vũ khí, thiết bị quân sự cũng như lực lượng binh sĩ của mình. Xu hướng chủ đạo của chính sách quân sự nước này là tránh tham gia hoặc tham gia ở mức tối thiểu những chiến dịch quân sự, cụ thể là của NATO. Như vậy, rõ ràng có thể thấy đây là một hướng đi đã được quốc gia này định sẵn, giấu mình chờ thời cơ. Thứ hai, lần này trong chuyến đi tới Biển Đông với mục tiêu được nhấn mạnh là tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân trong khu vực, bao gồm tăng cường sự hợp tác quốc tế, hỗ trợ các đối tác và duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ. Thế nhưng Hải quân Đức chỉ sử dụng chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg, không phải loại chiến hạm mới nhất, không phải loại uy lực nhất của quốc gia này. Nói trắng ra thì kém hơn nhiều so với những loại tàu mà Mỹ cũng như Ấn Độ và gần đây nhất là Anh đã từng đi qua khu vực Biển Đông này. Đó chính là yếu tố chúng mình muốn nói đến. Rất có thể đây là một màn kịch để đánh lạc hướng sự chú ý của Trung Quốc, để quốc gia này không quá đề phòng, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong cuộc trao đổi ngầm vũ khí, thiết bị quân sự giữa Đức và Việt Nam. Nước đi này vừa giúp Đức mở rộng được mối quan hệ với Việt Nam, sâu xa hơn nữa là mối quan hệ với ASEAN. Đức sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra, cũng như nâng tầm được sự ảnh hưởng trong khu vực này. Một bên là Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, bên còn lại là Việt Nam đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN. Nói ra như vậy để thấy được rằng đây quả thực là sẽ một bước đi vô cùng hợp lý. Nó sẽ là một tin rất đáng mừng cho quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng hải quân nói riêng. Có thể sẽ là một bước tiến không nhỏ cho những trang thiết bị vũ khí quốc phòng phục vụ cho quá trình tác chiến.
Quý vị và các bạn thân mến, mới chỉ đầu tháng thôi, thế nhưng Việt Nam chúng ta đã đón nhận được rất nhiều tin vui rồi phải không ạ? Vậy là ngày càng có nhiều hơn các quốc gia muốn hỗ trợ Việt Nam để đối phó với các hoạt động được cho là ngang ngược của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây sẽ là những bước đệm vô cùng quan trọng trong nỗ lực khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Comment chia sẻ suy nghĩ của các bạn dưới video này. Đồng thời cho chúng mình một like, share, subscribe để ủng hộ cho tin mới nha. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.